Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh xe đạp giá xỉ. Nay mình giới thiệu cho mọi người một mẫu xe địa hình rất là xịn sò mà giá cả thì cực kỳ là hợp lý đấy, rẻ luôn mọi người ạ. Giá thì Titan Tech 5.0, con này giá mình bán là chỉ có 6 triệu 3 thôi. 6 triệu 3 mọi người nhé, giá cực kỳ là rẻ và hợp lý này. Mọi người cùng tham khảo xem là tại sao mà em bảo cái chiếc này là nó quá rẻ như vậy nhé. Titan Tech một dòng xe rất là mới luôn, mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam được 2 tháng nay thôi. Trước đấy thì nó đã có rồi nhưng mà bây giờ về thì các nhà phân phối cho về dòng này rất là nhiều, bởi vì bây giờ nó rất là đẹp và cái xe nó làm là cực kỳ là chất lượng ấy mọi người. Titan Tech 5.0, xe thì địa hình bánh 27.5 nhé mọi người nhé. Xe sử dụng bộ chủ động Shimano Antut, cấu hình rất là cao luôn, trong cái tầm tiền mà con này nó sử dụng tận đến 9 lít và 3 đĩa. Tay đè của nó là Shimano Antut mọi người ạ. Cái tầm này mà đi so với mấy cái con gian Antut thì ít nhất nó phải rơi vào tầm khoảng là 10, như con 830 nó rơi tầm khoảng 14 triệu. Cũng cùng cùng là Shimano Antut luôn. Gạt đĩa là 3 đĩa Shimano Antut, giò dĩa nhôm 3 tầng. Gạt líp là Shimano Antut mọi người. 9 líp, líp là líp líp thả nhé mọi người nhá. Líp của nó là líp thả 9 líp này. 2 4 6 8 9 9 líp líp thả. Thắng đĩa dầu trước sau luôn. Vỏ là vỏ CST 27.5 nhân 1.95 nhá. Hông 1.95 là vừa phải, đi rất là hợp lý. Chứ mông cái hông của nó mà 2.1 thì hơi to. Hông của nó là 1.95, đi hợp lý rồi mọi người ạ. Xe khung nhôm, mối hàn vẩy cá, tem phản quang. Con này là phuộc của nó là có khóa phuộc luôn. Phuộc của nó có khóa phuộc. Tay thắng dầu này. Ki đông của nó, tay nắm của nó là có bệ đỡ tỉ tay luôn. Có bệ đỡ tỉ tay. Xe cấu hình cực cao và cực đẹp luôn. Rất là ổn mọi người. Mà quan trọng nhất là cái giá em mình bán này, con này có 6 triệu 3 thôi. Miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Cực kỳ hợp lý. Đùm của nó là đùm nhôm bạc đạn trước sau ấy mọi người nhé. Bạc đạn trước sau luôn. Gạt đĩa Shimano Antut. Đồ về, nói về đồ của con này thì dùng thì cực kỳ là chắc chắn rồi. Cái thương hiệu của nó hơi mới một chút nhưng mà dáng khung làm rất là đẹp. Dáng khung làm đẹp mọi người ạ. Màu của nó thì nó có đen đen xanh lá, đen vàng chanh, đen xanh dương và đen đỏ. Xe thì em mình lắp lên thấy rất là chắc chắn đấy. Mà 6 triệu 3, miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Anh chị em và các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em mình qua số điện thoại 070 619 8999. Bánh 27.5, khung sườn rất là đẹp. Dáng rất là đẹp luôn. Gạt đĩa Shimano Antut, cùi đè lip Shimano Antut, tay đè là Shimano Antut và 9 lip 3 đĩa, cấu hình rất cao. Thắng đĩa trước sau, vỏ CST 27.5 nhân với lại 1.95, thắng dầu trước sau luôn. Ok, rất là đẹp mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.